Hello, xin chào tất cả các bạn và anh em đồng nghiệp, một lời chúc sức khỏe và đang thương nhất nha. Hôm nay trở lại màn ảnh nhỏ của Thắng Nguyễn nha các bạn. Hôm nay theo chân mình đi thăm bãi gắn nha các bạn. Đây, cái đầu tiên nha các bạn, cái đầu tiên đây. Rồi mình đi ra nha. Tại bảy mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn xem và hãy click đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Cái đầu tiên nha các bạn. Chục con các bạn. Cái tiếp theo luôn nha các bạn. Đây. Con đây. Không có rồi bạn ơi, chuột còn luôn. Cái tiếp theo luôn nha các bạn. Cái này không biết sao đây. Nào đang. Đây rồi. Chỗ này nè các bạn ơi. Tí nó nhẹp. Có luôn các bạn ơi. Chuột còn luôn. Rồi, ê. Nãy giờ 6 cái rồi nha các bạn. Mấy 7 cái gì á. 7 cái hôm nay thất thu rồi nha các bạn. 7 cái rồi chưa có con nào á. Tình hình bữa nay không ổn rồi nha các bạn. Nay chắc thất thu rồi bạn ơi. 5 cái địa điểm mới mà không có con nào hết trơn. 6, 7 cái chứ. Sáng giờ chưa có con nào, chán quá trưởng. Tí nữa qua bên đây 17 cái những cái bẫy cũ nha bạn. Giờ mình cũ mình đặt trong đó. Rồi, tiếp theo đó bạn ơi. Cái theo mình quay cho bạn xem nha. Chứ 7 cái vừa rồi thất thu rồi đó bạn ơi. Để cái điểm mới luôn nha bạn. Thất thu rồi. Hẹn lại ngày hẹn clip sau coi có biết có hay không. Hôm đi tiếp theo nha bạn. Cái tiếp theo quay cho bạn xem nha. Cái tiếp theo luôn nha bạn ơi. Sao mình quay điện thoại lắc quá bạn. Chuột còn luôn mà chạy ra nó chào luôn rồi nè. Không có nha bạn. Cái theo quay cho bạn xem nha. Cái tiếp theo luôn nha bạn.
kiếm một con coi. Có hàng rồi à. Con không hành nha. Còn nó khá to, nặng quá. Ở giữa trời nắng luôn, nắng quá nắng. Bắt nó ra nha bạn, này không cầm chân quay luôn, để mình bắt cái ra. Hay nha bạn. Đây, được em hú hành nha các bạn. Cái tiếp theo luôn nha các bạn. Rồi, nhẹ. Ê. Cắt đầu. Nhẹ xíu hàng gì nhẹ phải. Bình lớn đây. Cắt đầu nha các bạn. Bây giờ không biết sao lấy đây. Bữa nay đi quên em dụng cụ theo. Gỡ nó. Rồi để mình bắt nó ra nha các bạn. Cái tiếp theo luôn các bạn ơi. Máy sắp hết pin rồi. Chút con luôn mọi người. Cái tiếp theo luôn nha các bạn. Máy hết pin, đang sạc pin, vì sạc thì quay luôn. Ồ có hàng rồi bạn ơi. Có con. Này nè, thấy không? Quá trời nặng rồi, quá trời nặng luôn, ngon trâu già ơi, dâu dâu dâu, dâu rồi bạn ơi, đây trụ già bạn ơi, quá sướng quá sướng. Nặng lắm bạn,
quá trời đặng luôn. Ui dù. Còn tầm cái 7 cái 8 rồi bạn ơi. To lắm. Gào gào ơi. Ui dù. Đặng quá. Lại mình lấy rồi. Ui. Ngon quá. Xuống quá. Cho bạn xem kỹ nha. Đụng luôn. Thằng khủng nha các bạn, thằng khủng này. To mình sợ mà không dám buông đầu nha các bạn. To lắm. Trâu già. Đây này các bạn. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã, xuống 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 quá đã. Quá trời dữ. Quá trời ngầu luôn bạn ơi. Xuống quá các bạn. Xuống quá cho sướng luôn. Ô, má con này. Con này gần ký. Có hai gần 2 ký các bạn ơi. Nặng lắm. Cho các bạn xem cho sướng nha. Sướng con mắt. Đây. Đây. Trâu già sống lâu năm rồi nha các bạn. To.
cái tiếp theo luôn nha các bạn. Được con trâu già sướng quá, sướng các bạn ơi. Không có rồi bạn ơi, còn lúa luôn. Cái này là đợt dính con hổ trâu phía 8 ở đây nè bạn, bữa giờ dính hổ hành không. Cái theo luôn các bạn ơi, mệt quá. Cái này có con gì không đây? Nhà hình rồi bạn ơi, nhà hình 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 luôn. Dính con kỳ đà kỳ nhông, con khe chuột chết mất xác. Về ra ngoài luôn bạn ơi. Tiếp theo luôn bạn ơi. Thui hàng. Nặng coi. Nặng nặng thui, nhà hỉnh rồi bạn ơi. Nhẹ nha. Ừ. Không có. Chuột cái con. Cái tiếp theo luôn bạn ơi. Rồi luôn. Wow, đằng này mà tưởng đằng đó rồi luôn nữa chứ. Dùng con hoa hành nữa nha bạn. Con hoạt bé mini đây nha bạn, hoạt bé. Cái thứ này luôn các bạn ơi. Nghe bạn ơi, chuột chết rồi, chuột chết nha bạn. Cái tiếp theo luôn bạn ơi. Thui hả, đâu rồi, chuột còn luôn. Cái tiếp theo luôn nha bạn. Ui hà, chuột còn luôn, cho nó bịt lúa luôn. Cái tiếp theo luôn mà. Nặng gì chứ, không nặng gì chứ. Còn luôn. Cái tiếp theo luôn bạn ơi. Bây giờ mưa ngập hết trơn rồi.
cái này tôi móc theo nữa. Kết vô luôn rồi. Tôi chết rồi. Cái tiếp theo luôn bạn ơi. Không có, không thuộc còn luôn. Cái tiếp theo luôn bạn ơi. Mệt quá. Dạ. Khu hàng. Nặng không? Không có rồi. Chuột cái chui ra luôn. Còn lúa luôn. Cái tập thể luôn bạn ơi. Có luôn. Cái gì lúa lên dữ vậy. Không muốn chuột đâu mà lúa lên dữ vậy ta. Mắc chuột luôn các bạn ơi. Gì có người phá hay các bạn. Cái tiếp theo luôn các bạn ơi. Vô nữa bạn ơi, còn không vẩn nữa. Đây, còn không vẩn này cho bạn. Con này cũng bảy tám lạng. Nóng quá. Con này bảy tám lạng nha bạn. Bắt ra nha bạn. Nó xích cái tay à, được không? Xích. Bắt rồi nha bạn. Dạ. Dạ. Dạ máu luôn. Rồi. Bữa nay trúng mánh này nha bạn. Ban đầu tưởng thất thu rồi nhưng cũng trúng mánh nha bạn. Này. Con hồ bệnh to lắm. Bữa nay 4-5 kg nha bạn. Hai con hồ bệnh. Với hồ hành. Còn mình còn cỡ 5-6 cái nữa nha bạn. Rồi. Còn là ba. Cho nó bịt lúa. Video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mong các bạn xem video thấy hay và cho mình một đăng ký và một like nha các bạn. Cái máy mình giờ hết pin rồi, còn 5 cái nữa mình không quay tiếp được. Đây cô ăn quay. Này trúng mánh nha các bạn. Này được 4-5 kg nặng lắm. Được hàng hổ châu với con hổ hành nha các bạn. Châu già luôn. To ghê. Nặng quá. Đây. Xuống à? Xuống quá.
bạn nhớ cho mình một đăng ký nha các bạn, một like, một chia sẻ nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Xin chào.